đến thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiểm an thân thường nghĩ là thân chương nhớ âm thành lệ. Phẩm tế phẩm kính tế là ban đi ăn chất đi ban đạo cho cho ê tam mang nam mô tam nam ma ta bi tu ma ta nam bồ tát đa ra sa sang ga ho la cu la cha cam man ta ê tam mang nam mô tam nam đa nay cha tham ma cha ri ya cha nhã ta ca nay cha sang ga ho na wa cha ni cam ma ni ê tam kéo quân liền hồng tạo
thường nói những lời chân chân là phước lành cao thượng hiếu thuận bằng sinh thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thì là phước lành pháp dư minh là nguyên thuộc không nói lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm án tự chế không say xưa tin cần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thường yết kiến xa môn tùy thần thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuất chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha Cha. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thâm Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Đến 10 giờ tối, giờ đến 10 giờ sáng, nếu gió từ 9 giờ đến 8 giờ sáng. Paris từ 2 giờ đến 4 giờ, 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Kính đảnh chư Tôn Đức và thân chào quý đạo hữu. 28 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2563. Tại hôm nay là giáo trình trường Bộ Kinh Diya Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh Thập Một Pháp Cần Tác Chứng, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc Kinh Lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy ngự thiên nhân sư Phật cung. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Bảo xin tam bảo đại tai ương. Những hiện tượng bất những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức cầu phúc phát sanh. Ô Bụt Tha, dạ chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Và dạ, tiếp theo đây thì bây giờ con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tể Sư Tử nhập bài học hôm nay.
Nam mô dạ. Nam mô Bổn Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thịnh Văn Linh Tịnh Phật. Kính chào Thượng Tọa Nhất Đẳng cùng Chư Tôn Đức có mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái chủ đề cuối cùng trong một chủ đề của Pháp Mục Chi, nói về một pháp cần tác chứng. Chữ tác chứng Sacchikātappa, đây là nói đến cái pháp mà cần được chứng đắc. Và cũng như trong các bài học vừa qua, một pháp cần sanh khởi và các cần thắng tri. Khi chúng ta nói đến một pháp thì nêu ra cái pháp đó nó không phải dễ dàng để chúng ta có thể hiểu được một ý nghĩa một cái sâu sắc. Cho nên khi nói đến một pháp đa tác dụng hay một pháp cần tu tập, một pháp cần đoạn trừ, một pháp cần biến tri, một pháp thuộc phần hạ liệt, một pháp thuộc phần thượng tấm, v.v. thì một pháp đó nó có ý nghĩa rất là sâu sắc. Lần trước khi mà chúng ta nói đến một pháp cần sinh khởi thì chúng ta nói đến bất động trí Akopanyana. Hôm nay thì chúng ta nói một pháp cần tác chứng thì là bất động tâm giải thoát Akopachetunuti. Như vậy thì bất động tâm giải thoát là cái gì? Và tại sao bất động tâm giải thoát lại là pháp cần phải chứng ngộ, trong khi bất động trí thì cần phải sinh khởi? Tất cả những điều này chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng giảng sư trong hôm nay sẽ giảng giải. Trước nhất thì xin mời Khi mà đọc cho chính kinh, sau đó xin thay mặt đại chúng xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tế Siêu đã hôm nay. Dạ, bây giờ thì quý đạo hữu trong đạo tràng, trong khi mà tôi đọc cái bài chánh kinh đó, thưa quý vị đừng phát lên những lời chào hỏi gì hết nha, tại vì tôi đọc ở trên màn hình không phải đọc ở bao nha, làm ơn dùm đừng phát lên cái gì hết, nó vừa ngắt khoảng cái bài học mà vừa làm cho tôi bị cũng không có thấy rõ. Dạ, thưa, hôm nay ngày thứ hai, ngày 8 tháng 7 năm 2019 Phật lịch 2563, đề tài hôm nay là trường bộ kinh Đi Giá Ni Ca Giá do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, kinh Thập Thượng bất động tâm giải thoát, một pháp cần một pháp cần tác chứng. Này các hiện giả, một pháp có nhiều dụng, một phải tu tầng, phải biến tri, một cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp, quý vị đợi chút xíu, một pháp cần phải đoạn trừ,
pháp thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Nào là một pháp cần được tác chứng? Tâm giải có một số các bài kinh sau đây được trích từ Trung Bộ, kinh Bố Thí Ba, Đại Kinh Phương Quảng, với lời giảng của Ngài Sariputta về bất động tâm giải thoát. Tâm giải thoát thì dạ, có bao nhiêu duyên để chứng nhập tâm giải thoát? Bất thì hiện giả dạ, bốn duyên để chứng nhập tâm giải thoát. Ở đây này các hiện giả, vị tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không ngủ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các hiện giả, do bốn duyên này mà chứng nhập tâm giải thoát bất khổ bất lạc. Này các hiện giả, có bao nhiêu duyên nhập vô tướng tâm giải thoát? Này hiện giả, có hai duyên để chứng nhập vô tướng giải thoát, không có tác ý nhất thiết và tác ý vô tướng giới. Này hiện giả, do hai duyên này mà chứng nhập vô tướng do hai duyên này mà chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. Này hiện giả, có bao nhiêu duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát? Thì hiện giả, có ba duyên để an trú vô tướng tâm giải thoát, không tác ý nhất thiết tưởng, tác ý vô tướng giới. Tác ý vô tướng giới và một sự sửa soạn trước. Này hiện giả, có ba duyên này mà an trú vô tướng tâm giải thoát. Này hiện giả, có bao nhiêu duyên để xuất khởi vô tướng tâm giải thoát? Này hiện giả, có hai duyên để vô tướng tâm giải thoát, tác ý nhất thiết và không tác ý vô tướng giới. Tác ý nhất thiết tướng và không tác ý vô tướng giới. Này hiện giả, do hai duyên này mà xuất khởi vô tướng dạy vô. Này hiện giả, có hai duyên mà xuất khẩu tướng giải thoát. Dạ, đọc sai rồi. Này hiện giả, do hai duyên này mà xuất khởi vô tướng tâm giải thoát. Này hiện giả, vô lượng tâm giải thoát này, vô sở hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát này và vô tướng tâm giải thoát này. Những pháp này nghĩa sai biệt và danh sai biệt, hay nghĩa đầm sai biệt. Này hiện giả, vô lượng tâm giải thoát, vô sở tâm giải, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát này, có một pháp môn. Này hiện giả, vô pháp nghĩa sai biệt và danh sai biệt. Này hiện giả, lại có một pháp môn. Do pháp môn này, các pháp ấy nghĩa đồng nhất và sai biệt. Này hiện giả, thế nào là pháp môn? Do pháp môn này, các pháp ấy có nghĩa sai biệt và có danh sai khác. Ở đây, này hiện giả, vị tỳ kheo an trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với từ. Thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới.
Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu, với từ quảng đại vô biên, không hận không sân, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, an trú biến mãn một phương, với tâm câu hữu với xã cũng vậy, phương hai cũng vậy, phương tha cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên xứ, vị ấy an trú biến mãn vô hữu vô xả, quảng đại vô không hận không sân, như vậy hiền giả gọi là vô lượng tâm giải thoát. Và này hiền giả, thế nào là vô hữu tâm giải thoát? Ở đây này hiền giả, vị tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Như vậy này hiền giả gọi là vô sở hữu thoát. Và này hiền giả, thế nào là không tâm giải thoát? Ở đây này hiền giả, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống và suy nghĩ như sau: đây trống không, không có tự ngã hay không có ngã sở. Như vậy này hiền giả gọi là không tâm giải thoát. Và này hiền giả, thế nào là vô tướng tâm giải thoát? Ở đây này hiền giả, vị tác ý với nhất thiết tưởng đạt và an trú vô định. Như vậy này hiền giả gọi là vô tướng tâm giải thoát. Như vậy là có pháp môn, và do pháp môn này những pháp danh sai biệt. Và này hiền giả, thế nào là có pháp môn, và do pháp môn này các pháp ấy có nghĩa đồng nhất, nhưng danh sai biệt. Tham này hiền giả là nguyên nhân của hạn lượng, sân là nguyên nhân của hạn lượng, si là nguyên nhân của hạn lượng. Đối với các vị tỳ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc và tham sân si nặng chận tận gốc, như thân cây ta la được chặn chận tận gốc, khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. Này hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô lượng, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy. Và bất động tâm giải thoát không có tham, không có sân, không có si. Tham này các hiền giả là một vật gì chướng ngại, sân là một vật gì chướng ngại, si là gì chướng ngại. Đối các vị tỳ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc thì tham sân si này đã được chặt tận gốc, như thân cây ta la được chặt tận gốc, khiến cho chúng thể sanh trong tương lai. Này hiện giả, khi nào là vô sở hữu thì động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với cái tâm giải thoát ấy. Và bất động tâm giải thoát ấy không có tham, không có sân, không có si. Tham này hiền giả là nhân tạo ra tướng, sân là nhân tạo tướng, si là nhân tạo ra tướng. Đối với các vị tỳ kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc thì tham sân si này được chặt tận gốc, như thân cây ta la được chặt tận gốc, khiến tái sanh trong tương lai. Này hiền giả, khi nào tâm giải
thoát là vô tướng, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng. Đối với các tâm giải thoát ấy và bất động tâm giải thoát này, không có tham, không có sân, không có si. Như này hiện giả là pháp môn này, những pháp ấy là đồng nghĩa với danh sai biệt. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh thực tọa giác đạo từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Mô Bụt Tha Cha. Nam mô Bụt Tha Cha. Kính đảnh lễ thượng tọa thượng sư, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, học trước đây chúng ta có một bài nói về bất động trí, tức là tuệ giác của các bậc đoạn tận lậu hoặc và sự hiểu biết của các ngài là sự hiểu biết của Niết Bàn. Sự hiểu biết các ngài vượt khỏi thế trí biện thông. Sự hiểu biết của các ngài là sự thực chứng thực đắc. Do vậy không có thối chuyển. Hôm nay chúng ta lại học qua một đề tài khác, đó là bất động tâm. Bất tâm tức là trạng thái tâm không có bị dao động. Và dao động ở đây tức là điều này đôi khi chúng ta được nghe và tán thán rất là nhiều. Nhưng mà thưa quý vị, cái hình dung thật sự có lẽ là của hoàn cảnh. Chúng ta đưa đơn cử ra ba thí dụ. Thí dụ thứ nhất là một vị mà với tâm đã giải thoát, không có bị vướng bận bởi khen chê, đặng thích, vinh dục, thì vì đó không dao động bởi tám pháp thế gian, là đặng thích, vinh dục, khen chê, vui khổ. Ví như gió cuồng, tư hướng, dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay không làm đôi mài trí nhân. Về điều này thì một người có bản lĩnh, một người có tu tập, một người từng trải thì có thể an nhiên ở dưới cuộc đời này. Thưa quý vị, còn có nhiều trường hợp khác. Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực ở trong thành Xá Vệ, một vị Bà La Môn bất kỳ xuất ý đánh vào lưng của ngài, tại vì hốt hoảng ngài vẫn đứng yên và ngài hỏi điều gì, và sau đó từ quay người trở lại. Đồng thời, ngài đã xứ sự khiến cho vị Bà La Môn cảm thấy hối hận. Những người khác khi vây chung quanh đòi đánh vị Bà La Môn đó, thì ngài đã nói rằng ngài đã tha thứ cho vị Bà La Môn đó. Vì Bà La Môn đánh ngài, chứ không phải đánh những người kia. Và ngài đã thuyết phục được đám đông
để tha thứ vị Bà La Môn này. Thứ vị có thể nói rằng một có trong những trạng thái cao quý mà Đức Phật đã dạy trong kinh về bậc thánh, về những bậc có sở đắc và sở chứng cao cả trong cuộc đời này, là vượt ngoài những cái dao động, vượt ngoài những cái chi phối của cảnh và đạt đến bất động tâm. Bài học ngày hôm nay thì tương đối là một đề tài ngắn, nhưng mà nếu chúng ta đọc trong kinh Đại Phương Quảng ở trong Trung Bộ Kinh thì thưa quý vị, Ngài Xá Lợi Phất nêu lên bốn trường hợp mà một người thật sự đạt đến tâm bất động. Và về điểm này thì có thể chúng ta không có thật sự đạt được đến cảnh giới cao siêu như vậy, nhưng mà những gì mà Ngài giảng qua những trạng thái tâm bất động này thì cho chúng ta thấy cái phương diện khác của đời sống nội tâm. Và từ đó thì mình có thể học được phần nào ở trong đời sống hàng ngày. Cái sự bất động tâm đầu tiên, trạng thái bất động tâm đầu tiên, đó là trạng thái bất khổ bất lạc, xả niệm thanh tịnh, mà Ngài đặc biệt đề cập đến tứ thiền. Như chúng ta có bốn cái thiền chi mà dẫn đến hành giả đạt đến cảnh giới rất là cao siêu, đó là tâm, là khả năng tự tại hướng tâm, đem tâm đến đối tượng. Chúng tôi thường cái người mà đã quen trong thế giới của thi ca, họ thể thể nhập vào thế giới của thơ rất nhanh chóng. Còn một người không quen thì thưa quý vị, đôi lúc để hướng thể nhập vào thế giới thi ca đó, họ cần ít thời giờ. Do vậy ở trong thiền chi của nó có tâm là sự hướng tâm, tứ là cái sự áp sát gắn chặt tâm, hỷ là trạng quan, lạc là trạng thái hướng cảnh, và định là trụ lại. Nhưng mà theo lời dạy Ngài Xá Lợi Phất ở đây thì một vị thực sự không bị dao động là vị đạt đến trạng thái là bất khổ bất lạc, xả niệm. Ở trong kinh có đề cập đến một vị tôn giả mà quý vị nghe nhiều lần, đó là tôn giả Asa-chi. Asa-chi là một ở trong năm vị kiều giống kiều Trần Như. Khi này bị bệnh rất nặng, sắp tới giờ viên tịch thì Đức Thế Tôn có đến thăm và Ngài hỏi tôn giả Asa-chi có điều gì mà có ân hận trong đời sống không. Thì tôn giả Asa-chi là Ngài không có tu tập thiền chỉ, tức là đạt đến cái xả niệm thanh tịnh đó, để bây giờ khi bị bệnh Ngài không có cái tâm mùi định để chế ngự. Thì Đức Phật Ngài dạy an trú trong cái không tướng. Không tướng là cái cảnh giới của tuệ giải thoát. Do vậy có phần nào làm giảm thiểu cái sự quần hành của căn bệnh. Nhưng mà thưa quý vị, câu chuyện đó là một cái thí dụ về năng lực cao siêu của tứ thiền.
tứ thiền trong kinh Tạng và ngũ thiền thứ ở A Tỳ Đàm, là khi mà mình đã thuần thục rồi thì thưa quý vị, mình đạt đến cái xả niệm thanh tịnh. Chúng tôi lấy ví dụ là có nhiều cái việc làm ở trong đời sống của chúng ta, mình làm phước hay mình làm gì đó, mình làm cũng rất là chín chắn, làm rất là tốt, nhưng mà bị quen làm rồi, do đó cái tâm tương đối là điềm đạm. Điềm đạm đó là một trạng thái bất khổ bất lạc, xả niệm thanh tịnh, tại vì nó quá thường thuộc, quá quen với việc đó. Ở đây được ví dụ như là cái định tâm của vị đã đắc chứng tứ thiền. Cái trạng thái hai mà ngài Xá Lợi Phất đề cập đến, khiến cho chúng ta đạt đến cái trạng thái gọi là bất động tâm, đó là an trú trong vô tướng tâm. Vô tướng tâm ở đây là thưa quý vị, là một vị có khả năng để nhìn thấy rằng tất cả những cái bận lọc đều là do chấp thủ, nói thế này, nói thế kia, nói thế đó. Điều đó khi mà một người mà thật sự có tu tập thì thấy được cái gọi là an lạc, cái gọi là tự tại, nó không nằm theo ở trong một cái tướng cách, ở trong cái phạm trù nào, mà an trụ vào cái vô tướng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà mới đi vào đời, cái quan niệm về tốt, về xấu, về hay dở, về cái mà mình thích thì không thích đó, nó là một cái ranh giới cố định. Phải như thế này nó mới đẹp, phải như thế kia nó mới hay, phải như thế đó nó mới tốt. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta đã sống, đã và từng trải, thì thưa quý vị, chúng ta có hiểu là như vậy, mà nó có thể nằm ở trong tất cả những cái nó vượt qua. Đây là những cái điểm mà chúng ta thực sự rất là khó có thể nói một điều rằng khi mà chúng ta có những cái định đặt, có những cái
có những cái cách nhìn của đời sống nó được mở trong một cái mà tương đối là hữu hạn đó, thì tâm của chúng ta rất là dễ bị dao động. Có một lần chúng tôi nói chuyện với ngài Gunatana, ngài Hinipula, Hinipula Gunatana, ngài dạy thiền đó. Thì ngài nói đa số những vị mà gọi là phát tâm tu tập thì một cái trở ngại đó là chấp tướng. Mình ngồi thiền thật sự là mình phải ngồi cái tọa cụ thế này, phải mặc cái bộ đồ thế kia, phải ngồi ở trong cái thiền thất thế kiểu nọ. Không biết thì không gọi là hành thiền. Mà những thứ đó ai làm khác hơn thì mình bị dao động rất là mạnh. Nhưng một khi một người mà thuần thục trong chánh niệm và có khả năng để nuôi dưỡng chánh niệm thì vị đó dù là tinh tấn hay không tinh tấn, vui hoặc buồn, hân hoan hay không hân hoan, kiểu này hay kiểu kia, tất cả đều là đối tượng chánh niệm hết. Và khi đó là chánh niệm thì vị đó chánh niệm trong nhiều trường hợp mà người khác không nghĩ rằng có thể chánh niệm được, nhưng mà vị đó vẫn có thể chánh niệm được. Và chúng tôi hiểu rằng những điều gì, những điều mà ngài nói á, tương đối rất là khó hiểu. Tại vì sao vậy? Thưa quý vị, chúng ta thường đóng khung, chúng ta thường chấp tướng, chúng ta thường có cái định đặt. Ngay cả thưa quý vị, một chuyện rất là đơn giản là mình thờ Phật. Đồng ý là thờ Phật thì nên có đẹp, nên có một bàn thờ trang nghiêm. Quý vị Phật tử hỏi chúng tôi về chứ, thờ Phật như thế nào là tượng Phật, thế nào là đúng nghĩa với Phật thì chúng tôi không biết được. Tại chúng tôi biết rằng có những nơi mà tượng Phật rất là đẹp, hoặc có những nơi tượng Phật xấu, nhưng mà tâm Phật tử rất là thuần thành. Cách đây vài hôm ấy, chúng tôi có nhận được một Phật tử gửi cho chúng tôi một cái email. Ở trong đó có nói về cái ý kiến của một người Phật tử bên Bắc Tông. Họ chê cái pho tượng Phật của Thái Lan là khuôn mặt gì mà có cái eo thon giống đàn bà, thậm chí đưa cái vú ra bên ngoài. Đàn ông mà đưa vú ra bên ngoài kỳ quá. Thì thưa quý vị, văn hóa là có lẽ là tại vì chúng tôi không có nặng lòng với cái tượng Phật phải kiểu này, phải kiểu kia, phải giống kiểu Thái, phải giống kiểu Tây Tạng. Nhưng mà chúng tôi biết một điều rất là chắc chắn rằng những ai mà có được cái thọ trì Đức Thế Tôn là chánh biến tri, minh hạnh, túc, thiện thể, thế gian vô thường, điều ngữ sư Phật Thế Tôn, thì người đó thờ kính Phật. Dĩ nhiên là nói như vậy nghĩa là cái tượng Phật quá xấu rồi chúng ta cứ đem thời đại, không phải vậy. Nhưng mà mình phải nhìn nhận rằng mình ta càng có những cái chấp tướng thì thưa quý vị, cái tâm của chúng ta càng nó phải thế này, nó phải thế kia. Và điều mà thứ ba mà Sát Lợi Phất ngày đề cập đến đây đó là trạng thái người là an trú vào vô lượng tâm. Vô lượng tâm là vượt qua mọi cái thành kiến nghiến. Và đặc biệt là đề cập đến bốn trạng thái tâm là từ, bi, hỷ, xả. Một người mà có cái tâm từ, mà tâm từ thật sự, thì tâm từ đó không có phân biệt đây là thân, đây là sơ, đây là thù nghịch. Một người có tâm từ thật sự không có phân biệt
Dạ, đây là chúng sanh lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu, gần hoặc xa, thấy được hay không thấy được, đã sinh hoặc chưa sinh. Một người có tâm từ thật sự, thưa quý vị, là có thể vượt qua tất cả, gọi là phạm trú hay là vô lượng tâm. Tâm bi cũng vậy, tâm hỷ cũng vậy, tâm xả cũng vậy. Và khi vượt qua những cái hạng cuộc đó, đặt đến cái chỗ vô lượng tâm đó, thì tâm vị đó thật sự là an hạnh, thật sự không có bị dao động. Cái vô tướng ấy, là nói một cách đặt, của định đặt vô lượng của chúng ta có thể phát triển từ bi hỷ xả đối với chúng sanh không có phân biệt. Thì hai cái trạng thái này khác nhau, nhưng mà cả hai đều giúp đạt đến cái trạng thái gọi là không dễ dàng bị rối, không dễ dàng bị dao động. Thưa quý vị, Ngài Xá Lợi Phất trong Kinh Đại Phương Quảng lại một lần nữa đề cập đến một cái pháp mà khiến cho tâm trở nên bất động, tức là không dễ bị dao động, đó là đạt đến cái vô lượng tâm, tu tập từ bi hỷ xả. Và cái pháp thứ tư mà Ngài đặc biệt đề cập đến, đó là vô sở hữu. Thì trong cái này đó, Ngài đặc biệt nói đến một cái niệm trừu tượng. Khi mà vượt qua các sắc, rồi vượt qua hư không, vượt qua các thức, thì mới thấy rằng tất cả đều là không có, những cái vô sở hữu, một cái trạng thái không có bị chi phối. Thì về phương diện thiền chứng này là thiền chứng rất là cao siêu. Dạ, cao siêu. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta có thể thấy, giả sử như là người ta nói ở đời muôn sự của chung hơn nhau chỉ tiếng mà thôi. Đại khái rằng nếu chúng ta sống ở trong cuộc đời này, nhiều khi người ta hơn nhau từng lời từng tiếng, thì cái tâm của họ nó rất là dao động, cái tâm họ rất là phiền phức, tâm rất là... Nhưng mà khi mà mình thấy rằng vui cũng vậy, buồn cũng vậy, được cũng vậy, nó chỉ là phù du thôi. Dạ, chỉ là phù dạng thôi. Dạ, chúng tôi tạm lấy cái ví dụ thấy gọi là vô sở hữu, chứ mà dĩ nhiên nó là một cái thiền vô sắc rất là cao siêu. Riêng trong đời sống hàng ngày của chúng ta là càng bớt đi cái chấp hữu, chấp vô, chấp thế này thế kia đó, nhất là của hiện tại đó, thì tâm của chúng ta càng ít bị dao động. Chứ tôi có thưa với quý Phật tử là tôi gần ngày hậu giác đó, những giây phút cuối đời của Ngài khi mà Ngài sắp tịch đó, thì thật ra hiểu rằng nếu để Ngài bận tâm á, thì Ngài có nhiều việc để bận tâm lắm. Nhưng mà quả thật là lúc đó có lẽ là cái tri kiến kinh nghiệm nó cứu Ngài. Dạ, tương đối mà nói đó là những cái giây phút, những cái năm tháng của Ngài đó, thì Ngài thường tụng kinh Girimananda và cảm nhận một phần là xem nhẹ nhàng những thứ. Nếu mà đặt vấn đề là mình sắp ra đi mà mình nặng lòng với cái gì mình có, nặng lòng với mình là ai, nặng lòng thế này kia, thì cái tâm mình dễ dao động. Nhưng mà khi mình thấy rằng tất cả chỉ là, thì mình thấy nhẹ nhàng. Điều đó nó cũng tương tự như cái tâm chúng ta nói là vô sở hữu, đứng cái trạng thái đó thì cái tâm ít bị dao động. Và sau cùng thì Ngài Xá Lợi Phất cũng đề cập đến một cái bất động tâm vậy. Cái đó là một vị tham đoạn tận sân tận si. Tham sân si làm cho tâm của chúng ta bị dao động. Thì khi nào mình đoạn được tham sân si, diễn tâm không dao động phải rồi. Nhưng mà trong cái đời sống
tu tập. Hễ mình càng nặng về tham, nặng về thời sân, nặng về si thì mình càng bị chi phối, càng bị dao động. Mà càng bớt tham, tức là mình bớt cái ham muốn kia, mình bớt sân hận, mình bớt si mê thì thứ gì mình càng ít bị chi phối. Bài kinh Đại Phương Quảng mà Ngài Xá Lợi Phất dạy về cái bất động tâm giải thoát là một bài kinh rất là thú vị. Ngài phải nói về những cái chi pháp rất là cao siêu, như là nói về tâm bất khổ, bất lạc thì tứ thiền, nói đến vô tướng tâm thì Ngài nói đến cái tâm giải thoát của một vị đã thành tựu đắc đạo chứng quả, nói đến vô lượng tâm là vị mà tu tập từ bi hỷ xả trọn vẹn, nói về trạng thái tâm vô sở hữu thì nói một tầng thiền vô sắc, nói về cái tâm không tham, không sân, không si nói. Tuy nhiên không phải là phàm phu chúng ta không học được những lợi điều đó, chúng ta học được rất nhiều về những điều đó. Trong cuộc sống này, người nào càng cố chấp càng thì thứ thiện thì tâm của người đó càng bị dao động. Một cái điểm mà ngày hôm nay chúng ta thấy ở xã hội Tây Phương, người ta thường cổ võ là làm thế nào đó cái tâm bớt căng thẳng, stress. Stress, nhưng mà stress là ngũ trạng thái căng thẳng. Căng thẳng thật ra nó là một sự chi phối. Cái chi phối này nó khiến cho chúng ta dao động, loạn động. Hồi xưa chúng tôi nói chuyện với Hòa Thượng Hộ Giác thì Ngài có cái ví dụ mà nghe thì cũng khôi hài, nhưng mà nó rất là thấm thiết. Ngài nói rằng mình không có khéo tu thì cái tâm mình giống như cục bột vậy. Người ta muốn nặng vuông thì nó vuông, người ta muốn nặng tròn, nó tròn. Người ta muốn cho mình lên mây thì họ khen mình với những lời khen có cánh, họ muốn nhận mình xuống tận đáy bùn, họ chê mình. Thì cái tâm rất là dễ bị dao động. Dạ. Ở trong hàng ngày, nếu mình không để ý, mình thấy rằng mình dễ bị chi phối dao động, và do vậy đó, người ta hay tác động mình lắm. Một cái lời nói dèm pha nó cũng làm cho, một cái lời nói chia rẽ cũng làm cho mình, lời nói mà tân bốc nó làm cho mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình nở lớp mũi rồi. Hằng ngày nó có trăm muôn ngàn thứ làm cho tâm của chúng ta bị dao động, bị chi phối. Thì một lúc nào đó mình đã có đủ một chút tỉnh táo mới thấy quả thật cái tâm mà quá buồn nó không có hạnh phúc gì hết. Đó là trạng thái tâm mà nó giống như là bị ở trong kinh Đức Phật Ngài dùng nhiều cái ví dụ. Một cái tâm mà bị tham chi phối thì giống như cái mái nhà. Một cái tâm mà dễ bị chi như là gió lay cây yếu. Một cái tâm bị phối giống như là một cái hồ thu mà dễ bị gợn sóng. Mà cái tâm bất động thì ngược lại giống như một hòn núi vững vàng, một hòn núi ngập ở trên trái đất này. Một cái tâm mà không bị chi phối như cục cừ khéo đóng, khéo chung chặt xuống đất. Chúng ta phải đọc kinh, phải suy gẫm thì chúng tôi mới thấy rằng tại sao bất động tâm là giải thoát, là một pháp cần được tác chứng. Đời sống con người mình càng bị chi phối, càng bị vùi dập bởi khen chê, vui khổ, đặng thất, vinh nhục, càng bị dao động bởi cái được, cái mất, càng bị xáo trộn bởi cuộc sống như thế này hoặc như thế khác, thì thưa quý vị, thật ra nó không hạnh phúc, nó không an lạc như mình thấy đâu. Chúng tôi nhớ rằng có một lần đọc bản thống kê về cái tỷ lệ người tự tử cao ở trên thế giới, thì thật nghe thì mình thấy rằng chuyện rất là vô lý. Nước Nhật, một nước mà thì học gen rất học, và người Nhật có những cái thành tựu rất lớn. Tại sao người Nhật được tự tử nhiều? Cái áp lực, cái áp lực ở bản thân mình, bản thân của mình áp lực đối với xã hội. Người Nhật họ tạo nên một
từ ở trong nhà trường cho đến công ăn việc làm, mọi người đều phải có những thành tựu nhất định. Và cái áp lực nhiều quá chịu không nổi thì họ tự tử. Đời sống của chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta khổ bởi vì chúng ta được. Và trong kinh Đại Phương Quảng mà mình nghe nói, nghe Ngài Xá Lợi Phật Ngài dạy đó, thì chúng ta nên cân trọng chức trong cái trạng thái xả niệm thanh tịnh. Tịnh đó, cái bất lạc bất khổ xả niệm thanh tịnh là mình làm cái chuyện gì đó mà mình làm thuần thục, từ cái chuyện đi chùa nghe pháp học đạo, cái tâm của mình nó càng điềm đạm thì nó càng bền, càng điềm đạm thì càng trưởng thành. Những người mà mới đó, thường thường là ở Việt Nam sau 75 họ có dùng chữ là hồ hởi phấn khởi, hồ hởi phấn khởi, thì cái tâm dễ dễ năng nổ vì cái sự nhiệt thành, nhưng mà sự nhiệt thành đó nó không có bền. Cái xả niệm thanh tịnh ở đây là trạng thái thuần thục bền bỉ đó, thì nó lại giúp cho chúng ta đi tới làm được việc bền bỉ hơn. Và tâm an trụ trong vô tướng, tức là mình làm việc, làm việc gì đó mình sống, mình không có định đặt trong cái khuôn. Như hồi nãy chúng tôi có nói rằng đồng ý là mình biết rằng mình thờ Phật, mình thích tượng Phật đẹp, nhưng mà nếu mà mình tượng Phật phải thế này, tượng phải thế kia, chúng tôi nói thì nghe nó phiền lòng, nhưng mà thật ra tất cả đều là giả tướng hết, tất cả giả tướng, tất cả những gì mà gọi là đẹp xấu của những tượng không phải là Đức Phật. Và Đức Phật là những ấn Đức Phật vượt ngoài những cái, chúng ta được biết. Do đó cái trạng thái mà gọi là vô tướng là giúp cho chúng ta ít bị chi phối, đạt đến sự bất động. Rồi chúng ta nói đến vô lượng tâm. Vô lượng tâm ở đây là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Khi nào mà chúng ta nó vượt ra khỏi cái ranh giới của chúng sanh này, chúng sanh khác, thì chúng ta bớt đi những cái xáo trộn. Trong mấy năm qua thì thưa quý vị, cả thế giới, đặc biệt là nước Mỹ đó, trải qua một cuộc, thấy chúng tôi sống ở Mỹ chưa bao giờ thấy một cái cộng đồng Việt Nam mà chi phối như là trong hai năm qua. Có những người mà mặc sắc tổng thống Donald Trump không còn gì hết, có những người thì sùng bái tổng thống Donald Trump như là thần thánh vậy đó. Thì ở đây chúng ta thấy một điều đó là con người mình mà khi mà mình quá thương, quá ghét một bên kia, thì cuối cùng rồi nó chỉ trả cho chúng ta bài học đắt đỏ, đó là xáo trộn, đời sống xáo trộn. Đời sống mà thật sự an nhiên, thật sự hạnh phúc, thật sự bị chi phối đó là đời sống vượt ra ngoài tất cả những, mà với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chính vì mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài còn có một gợi ý khác là một trạng thái tâm không còn chấp thủ, đạt đến cái trình gọi là vô sở hữu, không có chi. Và điều này nó hơi khó. Lấy ví dụ như là một người đã sống gần cạn chung rượu đời, người đó có thể hiểu được rằng cuộc sống thật ra thì mình nói rằng mình nói cho nhiều, mình chấp chấp cho dữ, rồi đầm xuống mình buông, mình bỏ tất cả, bỏ tất cả. Và sau cùng thì chúng ta nhớ đến một cái trạng thái mà Ngài Xá Lợi Phất đặc biệt nói rằng tâm bị dao động, gốc si thì tâm bất động. Mà khi mà mình nói tham không sân si dĩ nhiên vì A-la-hán, nhưng mà trong đời sống hàng ngày, nếu mình bớt đi cái tham chấp, bớt đi cái sân hận, bớt đi cái si mê, thì tâm của chúng nó cũng là bài học lớn. Và bây giờ thì trong kinh Đại Phương Quảng đó cho chúng ta thấy đến một cái trạng thái rất là lý tưởng của người học Phật. Cho dù chúng ta chưa đạt đến đích điểm giải thoát hoàn toàn, nhưng mà đời sống hiện tại cái
bao động tối, thì chúng ta càng an lạc, càng sáng suốt, và đời sống mà gọi là an nhiên. Chỉ an nhiên ở đây tức là không bị những cái con gió đời chi phối đó. Là cục cừ đóng chặt xuống đất, gió bốn phương, gió cuồng bốn, hay là sơn, và tức là núi đá nó vững chãi trước cuồng phong bốn hướng. Chúng ta phải nhìn những điều đó như là những cái gợi ý rất là quan trọng cho cuộc sống. Tại sao chúng ta khổ? Vì dao động. Tại sao chúng ta bị căng thẳng? Là bị chi phối, bị nặng bởi cuộc đời. Khi buông, khi tròn, khi vui, khi khổ. Và bất động tâm giải thoát không phải là một lý tưởng, mà bất động nên là một cái chuẩn mực của sự tu tập. Hãy khi nào mình sống mà tâm mình nhiều phiền muộn, nhiều chi phối đó, mình biết rất cái tâm của mình bị dao động, tâm mình càng an nhiên, càng bớt bị chi phối, thì cái tâm dù chưa đến chỗ gọi là bất động 100%, nhưng mà nó vẫn có lợi rất là lớn. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử. Nhưng pháp mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy pháp được tác chứng, đó là bất giải thoát. Và bây giờ thì xin được kết thúc bài nói chuyện ở tại đây, để tiếp theo thỉnh bạch thượng tọa Từ Siêu. Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu còn ở trước máy, xin thỉnh nói cho vài điều trong lúc soạn cả câu thảo luận và trắc nghiệm. Dạ, kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi thỉnh tọa cho tặng soạn các câu thảo luận và câu trả lời, chúng tôi có một ngày trong thời gian này cử nhưng nói về cái bài kinh Phương Quảng mà thường tôi nhật bản đã dẫn chính trường này, chúng tôi cũng xin lỗi cho quý vị. Khi dạy về pháp thì ngài có trình bày hai khía cạnh, một những pháp nó đồng danh nhưng mà có trọng nghĩa, tức là tên gọi giống nhau nhưng mà cái ý nghĩa thì khác nhau. Cũng có những pháp thì đồng nghĩa như một danh, tức là ý nghĩa giống gọi không giống. Thì ở đây
Nhưng đối về mức độ tâm thì ngài Sariputta ngài đã đưa một loạt và ngài cho biết rằng những cái từ ngữ đó lấy xài bực kia, nhưng mà về ý nghĩa thì bên nào nó ra bên đó. Cũng như ở đây khi chúng ta nếu mà chúng ta nói đến bất động trí ăn cướp bằng nhà năng thì bất động trí ở đây là nó tương đương bất động tâm giải thoát. Vì bất động trí là trí tuệ quả xứ gọi là Phật là bình nhà, tức là gồm cả về quả học nhưng mà khi nói đến một pháp cần phải tác chứng thì nói pháp thì ở đây chỉ cho tức là tác pháp cho nên chúng ta thấy đều là bất động cả. Nhưng mà bất động trí thì chỉ cho bốn quả siêu thế và bất động tâm giải thoát thì chỉ cho một quả vị A La Hán. Bây giờ còn một cái pháp bất khác trong cái bài mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa dẫn giải đó, trong cái bài kinh Phương Hoa thì chúng tôi không có nói đến cái bài đó mà chúng tôi chỉ muốn nói cho các Phật tử chúng ta về một trong một điện kinh Mạc Lá Sứ Tá, khi mà Phật ngài thuyết kệ Mạc Lá thì ngài ta nói Phu Thát Sát Lô Cái Thầm Mì Hí Chí Tầm Giá Sạc Cái Cộng Đồng Ê Tà Mạc Lá. Khi xuất trạng pháp đời tâm tư là phúc lành, cái sự bất động tâm tâm giải thoát. Khi mà chúng ta nghe cái từ giống nhau
Nhưng chúng ta phải hiểu là nó khác nghĩa. Ấy danh thì giống, đồng danh nhưng mà khác nghĩa. Bất động trời là tâm bình thản, không động trước cái lời khen chê, trước sự đặng mất, trước sự vinh hay trước sự vui, cũng là một trạng thái bất động. Ở trong chúng ta có nhiều ý nghĩa, nhiều mà chúng ta có thể thực hành. Cái khả năng của mình mà chúng ta nói đến cái phần chúng ta khó, chúng ta không thể nào đạt đến cái mức độ trí hay là mức độ tâm giải thoát. Nhưng mà chúng ta thì có thể thực hành cái pháp gọi là bất động tâm khi xuất chạm pháp đời, tám pháp thế gian khen chê buồn khổ đã mất bao nhiêu, chúng ta tu tập đến chỗ. Cho đến khi nào mà pháp nhãn ly trần vô cấu mà khởi lên, tức là đắc quả tu đô vờ, thì lúc đó là chúng ta đạt được bất động, chúng ta sinh khởi được bất động trí. Và cho đến khi nào mà chúng ta đắc được quả thì bây giờ mới gọi là bất động tâm giải thoát. Những cái đó các Phật tử chúng ta cũng nên lưu ý một chút. Thì ở đây trong cái bài giảng thường gọi giới đẳng dựa vào cái ý nghĩa của bài kinh Đại Phương Quảng nội tôn giả Sariputta, thì chúng tôi nghĩ rằng là trong số ở đây khi mà chúng nghe cái bài kinh đó có lẽ là chúng ta không hiểu nhiều, với cái thời lượng ngắn như vậy mà giảng một nội dung của bài kinh mà liên quan đến bất động và dựa trên phương diện vô nhập vô tướng giải thoát, giải thoát mà tôn giả Vô Tán Ngài đã trình bày ngày đó, thì chúng tôi nghĩ là khó. Cho nên trong khi mà nói chuyện với quý vị chờ đợi cái câu thấu được giới đẳng thì chúng tôi sẽ quý vị ba vấn đề thôi, là nếu mà chúng ta chưa có đắc chứng được cái bất động tâm giải thoát và quả A La Hán thì chúng nên sanh khởi bất động trí, làm cho sanh khởi bất động trí tức là tối thiểu cũng là quả hoặc tư đà hàm, a na hàm,
Rồi nếu như mà chúng ta chưa đạt được cái quả xu thế thì thôi bây giờ chúng ta chỉ tu tập là bất động tâm trước tám pháp thế gian đủ rồi, thì như vậy cũng là gọi là bất động, gọi là bất động nakampati. Đó là những gì mà chúng tôi xin chia sẻ trong thời gian này. Bây giờ thì đã thấy cái câu thảo luận số 1 trường tội giải tán vừa nêu, nên chúng tôi dứt lời ở đây. Hỷ biết thượng tọa vừa thứ giặc nhưng mà điều hợp cho cái phần thảo luận với chư tăng ở trong room có thượng tọa đang thực tập pháp những pháp tích được truyền thông cũng rất là quan hỷ. Xin kính thỉnh thượng tọa giải tán Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thỉnh thượng tọa pháp sư. À, nghe được không? Nếu thượng tọa đang ở trước máy quan hệ trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa rằng, bình thường pháp rằng thường cái quan niệm của chúng ta đó là nó có nhiều sinh thú là phải hào hứng. Ví dụ như là nó, chúng ta nghe nói là bí phỏng đường, nhưng mà trong một cái nhìn khác á, thì đó đang có thể giải thích rằng cái đời sống an nhiên điềm đạm nó có buồn chán không, hay là đời sống nó mới thật sự là an lạc. Kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thơ số 1. Hello. Quý vị nghe được không? Dạ. Yeah. Cảm ơn quý vị. Người ta nói có hào hứng đó, thì đời sống mới hành xử là chúng ta cứ nhìn vào đi. Chúng ta lễ thôi á. Đông người như vậy thì rất là mệt quý vị. Đông người thì ăn uống vui vậy chứ thật sự rất là mệt. Và chúng ta cũng thấy trong tất cả cuộc vui vì là con người mà có đó thì có hưởng thụ, mắt thì có cảnh sắc để hưởng thụ, nên chỗ đó nó phải có nhiều người mặc đồ đẹp, có nhiều người họ làm mặt làm mày, họ coi đẹp trai đẹp gái, thấy hào hứng. Rồi chỗ đó có hào hứng là phải có âm thanh, chỗ đó phải ca hát, chỗ đó có những cái mùi thơm, quyến rũ, rồi chỗ đó có đồ ăn để ăn, thì chỗ đó... Nhưng mà thật sự đó, biết chẳng những cái chỗ mà như vậy đó, thường thường chỉ biết có những chỗ mà thật sự chúng tôi biết nói cái gì đó. Còn đỡ đỡ với mình Việt Nam có nhiều khi cái chỗ nào mà đạp dựng rạp rồi hồi đi về nó những vòng 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 chỗ đó nó khai nước đáy. Thường ta ăn uống nhậu nhẹt xong rồi ra chỗ đó đi ra khỏi chỗ kia ta tè. Nhất là quý vị biết là những cái tiệc cưới tiệc hỏi mà ban đêm họ ca hát cái ban ngày tới chỗ đó mình thấy chỗ cũng rất là kinh khủng cái gì. Nên thường thường chúng tôi hay nói quý vị là chỗ nào mà ăn nó vui đó, đó là như chỗ mà hội chợ đó, ban ngày đi ra vòng vòng cái chỗ hội đó xung quanh luôn, quý vị nghe cái mùi nước đá với mùi phân cái này quý vị cũng thấy sợ. Chứ đằng hiện giờ nó cũng có cái sự, nhưng mà thật sự con người đó quý vị đó, cái chỗ nào vui đó thì chỗ đó có nhiều cái nỗi khổ lắm. Nên nhiều khi quý vị thấy bóng pháo hoa bờ biển á, sáng ra tụi rác nó nằm lên kênh chi địa hết. Biết bao nhiêu người phải đi dọn rác, vớt rác. Thành nên thấy hào hứng như vậy. Nhưng mà cái chỗ hào hứng quý vị. Thành ra thật sự ra đó thì
vô tướng hay là vô sở hữu tâm giải thoát đó, là muốn vui không phải là cái vật chất của gì. Bởi vì ta vui trong thiền định, vui trong sự chấm dứt luân hồi, nó khác với cái người vui vật chất. Thì chúng ta thấy vật chất mình có, ví dụ giờ chỗ nào đông người thì dĩa đáy nhiều, chỗ nào đông người thì họ xả rác nhiều, họ ăn nhiều, họ quăng rác, quăng rến rồi nhiều lắm quý vị. Tính đi chỗ nào mà thật sự quý vị cứ thấy tụ họp lại bắn pháo hoa, ngày mai là không biết bao nhiêu công nhân đi dọn rác, lớp rác rồi lớp mình nó đạp cây đạp cổ, lớp nó ỉa nó đá, ta phải xịt nước, ta rửa cái chỗ hôi đáy. Thật sự là như vậy quý vị, thành lấy một cái lễ hội xong rồi đó, rong của tôi quý vị nha. Rồi thì nó dọn mệt, quý vị biết rằng ở chùa chúng tôi biết nó phải che rạp, rồi phải bà rồi chuẩn bị ăn, rồi thậm chí thì phải coi trà rửa nhanh, rồi phải giấy vệ sinh, rồi thùng, rồi ca múc nước ăn cái vòng cái toilet này. Không làm như vậy người ta sẽ nàng mình cái gì. Thật ra thật sự ra đó, đời đó, những cái niềm vui đó, bên đó có nhiều cái khổ lắm quý vị, thật sự là như vậy. Mà cái người nào có một cái niềm vui mà ở trong cái sự khác, thì chúng ta thấy một cái vị thì chứng được sơ thiền, diệt được tầm tứ, chứng được tầm tứ hỷ lạc xả định đi, rồi diệt được hôn trầm thị miên cái, tham dục cái, đạo hối cái, sân độc cái, hoài nghi cái, trừ được năm tiền cá gì thấy sắc tham dục đó. Nếu mình chứng thiền mà có sự an lạc trong thiền thì đâu có bị tham dục cái chi phối, cái thì đạo hối cái phóng vật, không có hôn trầm thì miên cái là buồn ngủ, không có hoài nghi kỳ ngờ. Thì muốn thiền như vậy đó, nên cái thiền làm cho cái tâm của họ có cái niềm vui, và thậm chí có những người có thần thông nữa, mà từ cái họ chỉ ngồi thiên họ hưởng được cái sự an định thôi. Chính vì như vậy á, nên thường thường quý vị thấy người lao sao đó nó mệt mỏi lắm quý vị. Thật sự đó, con người mình khi mình lớn lên thì sẽ thấy người lớn lên từ từ mình mệt mỏi, rồi lễ lọc mình thấy cảm thấy mình rất là mệt mỏi, nhiều khi phải làm thôi chứ thật sự rất mệt mỏi quý vị. Vậy thường thường á, thì người mà họ có điềm đạm á, bởi thường chúng tôi nói cái câu như thế này, người nào mà ví dụ như người ta bị rồi thì mới thật sự là người đó chán trụ trì cũng chưa chắc. Người có thể là nhiều khi họ không được làm mà này kia nọ, họ thấy vậy thôi chứ thật sự chỉ làm rồi đó, mình mới cảm nhận. Ví dụ mình làm cha mẹ biết khổ của cha mẹ, thầy khổ của thầy chứ thật sự chưa làm biết, thật sự là như vậy. Chỉ có khi nằm làm rồi mới biết được. Rồi một cái mà làm mà không có để người ta à mình, nó là khác, một cái là khác nữa quý vị. Tới rồi tới phiền hà mình đủ thứ hết á, nghĩa là khác nữa. Rằng những cái gì vật chất á, nó phải có vật chất. Ví dụ người ta tới mình phải che rạp, mà rạp nóng quá người ta cũng phàn nàn. Mình tới mà không có người ta cũng phàn nàn, thì người ta cũng phàn nàn. Bởi cái sắc thân nó phải có cái nhu cầu quý vị. Quý vị thấy mới đó, thì tối thiểu lắm người ta cũng phải ăn uống. Mà hiểu họ ăn uống thì họ phải đại tiện tiểu tiện. Họ tới đó, họ nóng nảy thì phải có những cái gì đó mát mẻ. Rồi tới họ buồn chán thì phải có chương trình gì cho họ đỡ buồn. Thành ra nhiều khi quý vị thấy cái con người của mình mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân khí đó, mình làm sao mình phục vụ được mắt tai mũi miệng thân tâm đó, nó cũng cực kỳ khó quý vị. Thành ra nhiều khi quý vị thấy rằng những cái vị tu thiền đó, thì họ nhìn vào cái điểm thiền nè, hoặc là nói về tám ngọn gió đời đó, được lợi mất lợi, được mất danh được quyền mất quyền, khen và chê, như là Thượng Tọa Tề Siêu nói rằng bất động có thể bất động trước tám ngọn gió đời thì nó cũng khó. Vậy ví dụ mình thật ra thì quý vị thấy không,
cũng như là ông gia chủ Út Gá mà ông làm đồ ăn đủ hết, chỉ có bánh mè thiếu thôi. Ông tỳ khu Thẩm Mỹ Cá ông bắt lỗi, ông tới ông nói cúng dường vậy mà không có bánh mè. Mà ông nói rằng bánh mè sao? Ông liền giận, vị tỳ khu liền giận giận. Thì chúng ta thấy rằng ở đời thật sự ra đó, mình không thể nào làm vừa lòng hết mọi người. Dù là họ tới, có người thích ăn cái này, người không thích ăn cái này, người thích ăn cái kia, người không thích ăn cái kia, người thích uống cái này. Thật sự mình không thể nào biết được, mình không thích cái gì. Nói cái kê, thật sự ra thì mình chỉ có là mình đãi người ta, mình nghĩ về đừng có bệnh hoạn, ăn uống về mà họ khỏe mạnh đó. Ăn uống được mà họ về họ khỏe mạnh, nó có bị bệnh hoạn đó là cái tâm của mình như vậy là cũng là tốt lắm rồi. Còn chuyện mà vừa lòng họ cực kỳ khó quý vị. Thật sự quý vị biết rằng cái bậc thực ăn á, chúng tôi nói rằng cái gì mà nhai nuốt nếm, cái vị làm bậc thực được á, thì đó là duy trì cái thân xác của người. Nhưng mà thật sự mỗi người khác nhau. Nên thật sự biết rằng mình hiểu được như vậy mình mới thấy rằng cuộc đời mà nó điềm đạm thật sự nó là hạnh phúc nhất. Đời sống nó mình cứ mỗi ngày mình tổ chức hoài, thiệt sự quý vị biết rằng có nhiều ông chồng mà tổ chức bà vợ riết bà sợ luôn, nó ly dị luôn. Có nhiều ông chồng nhậu nhẹt riết, quý vị biết nhậu nhẹt rồi làm ói mửa rồi nhậu nhẹt rồi rượu chè rồi bình lon đủ thứ hết. Rồi thậm chí nhiều khi tiêu tiểu, họ không tiêu tiểu ở trong nó họ sai quá, họ đái, họ ỉa, lung tung nữa gì. Thành ra nhiều khi những bà vợ mới sợ ông chồng mà cứ tối ngày cái tổ chức nhậu nhẹt về, thì chúng ta cũng thấy đó. Nên thật sự đó quý vị biết rằng đời sống mà người ta sống im lìm được đó, một cái cách là nổi. Chứ còn thường thường người ta mắt á, thì muốn thấy thì muốn nghe. Nên thường thường quý vị thấy thể mà nó ăn nhậu thì nó phải ca hát. Ở chùa chúng tôi có một cái gia đình nó rất kỳ lạ quý vị. Họ không chịu quay cái loa, họ ăn, họ nhậu, họ ca hát, họ không chịu quay loa vô nhà họ. Mà họ cứ quay qua không giờ rồi chúng tôi cũng chịu qua kêu quay vô nhà đi. Mở nhạc, ca nhạc mà cứ quay ra ngoài người ta đâu có nghe. Mà quay vô chùa, vô nhà mình cho cha mẹ mình nghe, mình ca hay cho cha mẹ mình nghe. Nhưng mà họ cũng để cho chồng họ quay qua chùa quý vị. Khi chúng tôi nói vậy, họ biết rằng nếu quay không chịu nổi gọi là cung thanh đó quý vị. Thành nó nhiều khi họ ăn nhậu rồi họ ca hát rồi quý vị biết họ mà rất là phiền. Nên thật sự ở đời quý vị biết là mình sống gần những tiếng ồn ấy, khủng bố ánh ồn, khủng bố những cái giác quan của mình ấy, cũng rất kinh khủng quý vị. Thành nó thử quý vị biết cái đời sống mà im điềm, thường ta nói vô chùa là phải yên lặng. Quán ba vũ trường nào chứ quán ba nó yên lặng thì người ta đâu có cần tìm tiếng ồn, thì ta phải quán ba vũ trường cần yên lặng thì kiếm vô chùa. Nó nhiều khi quý vị biết rằng một cái người ở bên ngoài mà không tìm những cái âm, không tìm những cái màu sắc, mà họ tìm những cái gì để có lợi ích, đó là cái điều mà quý vị rất là khó. Thật sự có người chúng ta đó, vì những cái giác quan đó, mà bữa hôm trước chúng ta học đó, xúc như là con bò mà bị lột da vậy đó, đụng vô đâu, bị nhãn xúc, mắt vào cảnh sắc, nó bị hút cảnh sắc, nhĩ xúc là tai, nó hút vào cảnh thinh, mà nó hút như vậy nó khởi tham, khởi sân, khởi si, với hệ lụy nó khởi những cái mà là cái quả lột da nó đi nó ở trong nước thì bị những con cá trong rỉa nó ở ngoài thì nó rượu vô cây thì những bị những con cây con trong cây đó, máu đó nên nó khổ lắm. Nên Đức Phật này nó các giác quan nhãn xúc nghĩ xúc như là con bò mà lột da vậy nó khổ nếu mà không được. Chứ còn ngày nào thấy bây giờ đãi một người nào đó mình phải đãi mắt nè, phải làm rạp đồ cho trí cho nó đãi mắt, đồ ăn phải làm cho đẹp gọi là đãi mắt.
đãi lộ tai là hết, đãi lộ mũi là đồ ăn phải cho ngon thơm, đãi miệng là đồ ăn phải nhiều loại khoái khẩu, đãi thân tâm là nhiều khi họ phải tìm cái niềm dễ xúc chạm nữa. Thành ra nhiều khi chúng ta phục vụ cho con người hay là phục vụ cho bản thân của mình cũng rất là khổ, gì thì bản thân của mình cũng rất là khổ là như vậy. Là chỉ có khi nào người nào hiểu được như vậy đó thì mình mới muốn sống cho nó đi. Còn bày biển là khổ sở. Thành ra nhiều khi quý vị thấy ở đời nó là như vậy đó. Có nhiều ông chồng nhậu nhẹt huyết, vợ bỏ. Tại sao bỏ? Bỏ gì không chịu nổi hiện rồi là khủng bố, âm thanh thì cũng vậy kia nọ. Bà vợ bà không biết nhậu, bà biết nhậu thì bà sắp tùng chân chồng được, nhưng bà mà không biết nhậu là bà cũng chịu thua luôn. Thành ra chúng ta thấy có nhiều cái gia đình đó bị tan nát là như vậy. Thì ở trong cái câu của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho Thượng Tọa. Có gì cần nói thêm về Thượng Tọa? Sao thu cái trường thượng tọa pháp rằng thượng tọa tuệ quyền, thượng tọa có nghe được không? Xin thỉnh thượng tọa tuệ quyền nếu được trả lời cho câu thảo luận số 2. Thượng tọa tuệ quyền, cuộc sống ngày hôm nay rõ ràng là một cuộc sống mà chúng ta có rất là vì nhiều lý do, nhưng mà phải chăng là vì cái sự ham muốn nhiều đó nên sự căng thẳng và cái dao động của chúng càng nhiều, có phải của thượng tọa tuệ quyền? Nam mô chúng nghe rõ. Để cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tâm kính lễ đến sư phụ Thị Sư của Thượng Nhất Đẳng ở Pháp Đăng. Tạm mời đại đức quý tông đến Pháp Tính cùng chư tăng. Nên đang hiện diện quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và quả thật như vậy. Nếu chúng ta càng ham muốn danh lợi thì căng thẳng nó đưa ra nhiều và rất là dễ bị dao động. Có thể nói rằng là cái sự ham muốn của chúng ta đó là do chúng ta tầm cầu, do cái tham, do cái lòng tham của chính chúng ta muốn được danh hay muốn được lợi gì đó. Điều làm cho tâm của mình nó tầm tìm, và khi tâm có như tầm tứ đối với cái cảnh thì chắc chắn rằng nó rất là căng thẳng, bởi vì phải chờ đợi, phải vượt qua. Kính thưa quý vị, chắc chắn rằng nó rất là dễ dàng bị dao động mà tâm không có được định tĩnh được, bởi vì tham ái làm nhân, tham ái làm duyên. Và nếu con người đó ham muốn mà nó lại là mạnh mẽ nữa thì người ta lại càng vướng vấp vào nhiều cái tội lỗi, rơi vào nhiều cái thủ đoạn hay là một cái âm mưu, cái điều mà chúng ta ước muốn nó lớn, cho nên chúng ta sợ sệt, chúng ta lo lắng, rồi chúng ta suy nghĩ, thì nhiều cái hình thái này làm cho tâm mình nó không có yên ổn được, tâm nó khó chịu. Đó là giá trị sự thật. Người tu không có kiềm hãm được cái chúng ta bị dao động mà tâm tư chúng ta lại không an trú, không có điều phục được. Còn dĩ nhiên con người không tu thì điều này là nó quá nhiều mệt mỏi. Bởi vì tại sao mà chúng ta thấy cuộc sống của ngày hôm nay, người ta nói rằng khi mà cuộc sống quá bận rộn, nó quá căng thẳng á, làm cho tâm nó mệt mỏi, giờ người ta dừng chân đi đến ngay cái người ta ngất, người ta không còn sức khỏe, không còn một cái, bởi vì cái tâm họ rước một cái gì nữa hết, và từ tinh thần cho tới ác cũng mất luôn. Cho nên lúc đó cũng bị dao động quá, cũng bị bận, bị phiền quá đi.
cũng như chúng ta đi đến những cái nước như lại như những cái hội mà hay những cái chỗ nào mà nó xin những cái nơi chốn mà nó ồn ào náo nhiệt thì nó căng thì tâm của chúng ta nó dao động luôn, nó ồn ào mà nó về môi trường và cũng như là về cái cách sống của chính họ, nó làm cho chúng ta cảm thấy nó không có được yên ổn. Đây chính là do tham của mình. Bởi thật như vậy, khi mà tâm tham nó ngự trị thì làm cho cái tâm mà chẳng hạn như là niệm hoặc là định không có mặt. Mà nếu mình định không có đang bị dao động, đang bị lay, đang bị xoay chuyển và không có làm chủ được cái tâm của mình, đây là chắc chắn như vậy. Và càng nhiều cái căng thẳng, càng nhiều cái ham muốn, càng nhiều cái danh cái lợi mà chúng ta tầm tìm cầm tứ nó thì chắc chắn rằng chúng ta phải chịu một cái ngược lại, cái tác động ngược lại đó chính là càng dễ nó dao động mà nó không có cái tỉnh, nó không có một cái tâm chánh niệm một cách cẩn trọng, một cách yên trụ ở một cái nơi, ở một cái chốn hoàn toàn. Cái điều này nó lại như thế. Để đây câu thôi lực của chính con, nếu có gì cơ vô thúc thì chúng ta trân trọng cùng những ngày hôm nay. Sa thủ kính trừng thưa tôi tuyệt quyền đại đức pháp tính, xin hỏi đại đức pháp tính có nghe được không? Thỉnh đại đức pháp tính trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. Đại đức pháp tính, có nhiều người quan niệm rằng những pháp quán như là vô thường, bất lạc, vô ngã đó, nó làm tiêu cực, làm tâm chúng ta nó buồn chán. Một cái cách khác theo Phật thì phải chăng những pháp quán đó giúp cho chúng ta tự tại, an nhiên hơn? Có phải như vậy không? Cái thỉnh đại đức pháp tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con sảnh lễ đến Thượng Tòa Nhất Đăng, Thượng Tòa Tuệ Quyền, Thượng Tòa Pháp Đăng, Thượng Tòa Minh Hạnh cùng Tổng Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị. Cảm ơn. Qua câu hỏi nêu lên thì thật sự đối với người đời đó, thì người ta sợ những cái cụm từ như là vô thường hoặc là khổ hoặc là vô ngã. Ngay cả đối với chính bản thân của chúng thuyết pháp cũng vậy, ít khi nào mà dùng tới cái đề tài vô thường khổ vô ngã, chỉ có ở trong chi pháp hoặc là ví dụ như là ở trong cái bài pháp có đề thôi. Mọi người rất là sợ những cái cụm từ này, nhưng mà đối với những người mà hoặc là những người mà hầu như là người ta có cái tâm tu tập hoặc là cảm thấy đối với cái cuộc sống này đó, thì hầu như là người ta rất là hăng hái khi mà người ta nghe những cái đề tài mà nói về vô thường, khổ, vô ngã. Cũng như quý vị thấy rằng là tại sao mà muốn nghe như vậy, muốn nghe như vậy đó, thì để giúp cho cái tâm của họ sẽ không bị dính với cái sống này, hoặc là không có dính mắc với cái đời sống này. Vậy thì chính cái chỗ này muốn nói lên là đối với những cái pháp vô thường, khổ, vô ngã, nó sẽ giúp cái tâm của mình đó, là nó sẽ sống được vững hơn. Nó thực có nghĩa là khi mà mình gặp những cái nghịch cảnh đó, mình không có quá uất ức. Một người mà thường suy niệm về vô thường,
khổ, vô ngã, thì cái người ấy khi mà thấy được cuộc sống hạnh phúc thì họ cũng không có dính mắc, mà thấy được cái cuộc sống đau khổ đó, thì họ không có uất ức. Đây là một cái điểm rất là lợi cho những người cư sĩ mà thường có cái sự mà quán về ba cái pháp ấn này. Thành ra đó, ở trong cái câu thảo luận này đó, thì thật sự ra đối với học về Phật hoặc là chưa có hiểu sâu về Phật pháp, người ta cảm thấy những cái pháp vô thường, khổ vô ngã này nó sẽ giống như nó làm cuộc đời của người ta nó bị rơi vào những cái tuyệt vọng. Nhưng mà đối với những người mà người ta thì người ta rất là thích về những cái đề tài này. Thật ra thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ở trong lớp học á, nói về cái gì thì nói, nhưng mà ai đó nhắc cho mình cái cuộc đời này nó là như vậy đó, là nó có sanh rồi nó phải diệt, hoặc là phải có cái sự sanh rồi cái sự tử, hoặc là cái cuộc đời này nó luôn luôn nó bị đau khổ, nó dây quanh mình, hoặc là có như ý là bởi vì đó là vô ngã, nó không có chiều theo cái ý muốn của mình. Thì thật sự thấy rằng thường thường mà ai mà nhắc cho mình nghe những cái pháp này thường thì mình sẽ có cái sự mà cũng như là hoan hỷ hơn, hoặc là mình thích thú hơn đó. Thành ra ở trong cái câu thảo luận mà thượng tọa mà đã nêu ra đó, thì đối với những cái pháp quán về vô thường bất lạc, hoặc là sẽ giúp cho tâm của cái người tu tập người ta sẽ được an nhiên, là bởi vì sao? Người ta không những cái ngọn gió đời, hoặc là người ta cũng không có bất mãn khi mà mình bị gió đời nó thổi vào ở trong cái cuộc đời của mình. Đó lợi ích cho cái người tập rất là nhiều. Còn đối với cái người mà không có tu tập đó, như ở trong kinh văn mà nói mà là vô văn phàm phu á, thì coi như là sẽ rất là sợ về vô thường, khổ, vô ngã. Đây là những ý con xin được trình bày qua thảo luận mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin dứt lời, con thỉnh là trở lại. Sa thủ kính trình thầy Pháp Tính. Đại Đức Nguyên Thông, không biết Đại Đức Nguyên Thông có còn trước máy không? Dạ. Đại Đức Nguyên Thông là với sư ở cuộc sống tu hành, Đại Đức Nguyên Thông có nghĩ rằng cái an nhiên điềm đạm đó nó có lợi nhiều cho sự tiến bộ hơn là đời sống sôi nổi hào hứng, có phải vậy không? Tại vì có nhiều người nói rằng đi chùa vui đó thì mình đi chùa nhiều hơn, tu tập vui đó, mình sẽ tu tập nhiều hơn. Nhưng mà cái vui đó, nó có tốt cho đời sống tinh thần nhiều hơn là được. Cái thịnh ý kiến của Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ni Phật, con là Nguyên Thông. Con tuân lệnh sư phụ thảo câu hỏi thảo luận số 4. Hỏi rằng phải chăng sự an đảm thích hợp cho đời sống tiến bộ, đời sống tinh thần hơn là sôi nổi? Kính thưa sư phụ, tinh thần thì con nghĩ là một cái đời sống an nhiên điềm đạm. Còn cái đời sống mà sôi nổi là đỡ hơn thua. Vì vậy nên là cái câu hỏi số 4 này là có cái tiếng Anh nó gọi là instructional, tức là cho chúng ta có cái sự hiểu biết để chúng ta tiến bộ. Thì cái
sự an đảm, bậc trí, thái độ của một người giác ngộ, thì chỉ có cái người ác giác ngộ thì mới an nhiên điềm đạm trước cái tám cảnh gió đời. Cái tám ngọn gió đời này thì nó luôn luôn nó hiện hữu ở trên trần gian, gió đời mà trần gian này được mất hơn thua khen chê, thì có những người tu học hoặc là những người mà có mặt trong cái rụng rung này thì thấy được và hiểu được và đạt được phần nào. Có nhiều người có cái sự hiểu biết và trí tuệ thì đầu mới đến rung, đến sự an nhiên điềm đạm, thì cho họ thấy là đó là một cái thái độ thích ứng, một thái độ đáng có, là thái độ của một người trí, một người hiền. Còn mà sôi nổi là thái độ của kẻ, của người ở thế gian. Người thế gian là tranh đua hơn hơn thua, muốn có nổi danh, muốn có giàu có. Cho nên đó dường như là cũng là một cái cá tính, theo bản tính của người Việt Nam mình. Thì con thì con nghe nói là ở bên Cali đó, là người Việt Nam mình thấy người nào khác đi xe mới bằng họ hay hơn họ, để có cái sự mà tranh đua như vậy, như người Việt Nam như vậy. Thì cái này là con chỉ nghe nói, chứ không là có là một cái hiện tượng phổ biến hay không. Vì vậy cho nên cái dạ kênh thưa sư bá, sư bá mời sư bá đi nghỉ sớm sư bá. Con thì con đồng ý cái sự việc là cái sự an nhiên điềm đạm thì nó thích hợp cho tiến bộ của tinh thần. Sự tiến bộ tinh thần dẫn đi đến cái sự giác ngộ, sự tiến bộ tốt cho cho những người mà tu học là Phật tử hay không. Còn cái đời sống sôi nổi là đời sống của thế nhân, nghĩ là đời sống một tu sĩ mà có thể là tiệc tùng hay này nọ, thì cái điều đó thì mà ngược lại thế gian những điều đó. Kính thưa sư phụ, đó là những ý kiến của con đối với câu hỏi này. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ đem những điều chưa đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Sa thú kính trân đại đức huynh đồng. Mà thưa thọ trăng, thưa thọ có còn ở trước máy không? Nếu được kính định thưa thọ trăng trả lời từ câu thôi. Thưa đó rất phải chăng là có cái nghịch lý là cuộc sống của chúng ta mà mình càng muốn ổn định, càng muốn an toàn thì chúng ta càng lo sợ nhiều, càng bị dễ bị chìm, dễ bị dao động, có đúng như vậy không? Kê xin cái thỉnh ý kiến của thưa thọ đăng. Alo. Thật sự thì quý vị thấy cái vật chất của chúng ta có đó, dù chúng ta bao nhiêu thì nó cũng không có ổn được hết. Dù chúng ta nói chúng ta thì người ta cũng có những cái máy rà già. Cho nên là quý vị thấy cái thời kỳ mà đánh tư bản thì họ đi cướp của những người giàu đó, thì thậm chí có nhiều bỏ vàng trong tường, trộn trong tường, trong xây trong gạch mà người ta cũng rà ra. Thật sự khi mà đi thấy rằng của cải mà có đó, những cái đời vua chúa mà ác ôn đó, thì họ mới họ tìm cách tước đoạt tài sản của người ta, có cướp đó, chỉ cướp những người có của thôi. Mà cái mới phá quý vị. Chứ con cái mà nhà mà không có gì hết trơn, nó chỉ về nhà là nó lo lắng, nó đi kiếm ăn, kế mà nó thù oán lẫn nhau, nó hại hãm anh em với nhau, nó hãm hại. Nên đâu có đại phùng vì tài sản, vì vàng, bạc, ngọc, ngà, châu báu mà vua với vua cầm dao, cầm giáo, cầm mát, đâm chém nhau.
cùng bắn lẫn nhau, dùng mâu chém với nhau. Thì quý vị có thấy gì vua ấy, cái vua mà cầu chém nhau, quýnh vua Basenadis, rồi lúc mà vua Basenadis thì phòng thủ lại rồi cũng bị bắt. Thì quý vị thấy trong kinh Tương Ưng đó, mỗi lần mà vua bị bắt lại thì Đức Phật nói rằng hôm nay vua Basenadis rất là đau khổ. Nhưng mà cũng có vua A Thế bị bắt, bị bắt. Thì quý vị thấy vua A Thế thì bắt vua Basenadis nhiều lần. Thay bắt một lần nộp ngàn lượng vàng, lượng bạc, rồi ngàn nữ tỳ, người phụ nữ đẹp này kia nọ vậy đó. Nhưng mà sau khi vua Basenadis bắt được một lần, bắt làm tới năm sáu gấp sáu lần vậy đó, cũng giống như là mà bị mất, bây giờ quyết là lấy lại vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài vẫn nói vua Basenadis, vua A Sa Thế là gọi là giống như tàn bạo vậy đó, người ta cứ đánh người ta hoài, người ta phòng thủ, nhưng mà cũng có lúc người bị bắt. Cái gì thấy vua A Sa Thế cứ đánh vua Basenadis hoài. Thật ra nhiều khi chúng ta thấy rằng hễ mình có đất trù phủ, nước nó có những cái vàng bạc đó thì nó cũng không yên đâu quý vị. Quý vị thấy vua Sa Thế đánh công tử Cho Thi Cá để lấy cái bảo điện đó, người thấy không? Vua lấy bảo điện, mình không có bảo điện, ông muốn đánh đánh ông hoàng Cho Thi Cá. Thành ra nhiều khi mình có của cải đó thì ta động lòng tham thôi quý vị. Thành ra quý vị thấy ở đời mà người ta cố gắng an toàn bao nhiêu, bảo đảm bao nhiêu, nhưng mà thực sự sự sợ hãi đó thì càng nhiều. Nên nhiều khi gia đình một người có vàng á, người có vàng họ cứ ngủ không yên, rồi thức dậy họ dở dở vàng đó coi còn vàng không. Những người ăn trộm có nhiều khi họ theo dõi những người có vàng, họ vàng người không có vàng. Người không có vàng thì đâu có gì đâu mà sợ, nên cứ ngủ thẳng giấc cho tới sáng luôn. Dù có nghe sẹt hay là nghe lóc cốc len keng hay là cột cạc gì cũng không sợ. Tại chẳng qua nghĩ con mèo con chó gì nó hoào nó có rột vậy thôi. Nhưng mà những người có vàng mà họ cất á, thì nghe họ sợ, họ phải thức dậy để lấy đem. Chứ còn nếu mà thật sự mà lột sột vậy, cái chuyện trộm đào tường khoét nhất, đành họ bất an không ngủ được. Thành ra nhiều khi quý vị thấy luôn cả Đức Phật ngài nói rằng cái người tuổi đã qua đó mà có vợ là cô vợ đẻ đó, ghen đêm ngủ không được. Đức Phật ngài cũng nói như vậy. Cái đó là con đường đi đến đại vong đó. Quý vị thấy trong bài kinh Đại Vong, Đức Phật ngài nói rất nhiều cái rằng nhiều câu rất là hay. Cái người mà tuổi trẻ đã qua rồi mà có cô vợ trẻ đó thì nó ghen mà ngủ không được. Đó cũng là con đường bại vong. Thành ra khi mà chúng ta thấy như câu chuyện mà anh chàng nghèo có cô vợ đẹp đó, mà biết rằng do cô vợ của mình mà mình bị khổ, đã đầy đọa thì rất là nhiều để cướp vợ. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đời mà chúng ta càng cố gắng mà bảo đảm bao nhiêu thì cái sự sợ hãi nó càng nhiều. Bởi vì khi mình chúng ta có vàng bạc châu báu thì động lòng tham, có vợ đẹp thì sợ người ta, đủ thứ chuyện hết quý vị. Ở đời thì thật sự đó, bởi vì mắt có cảnh sắc, cái gì cảnh sắc mà, bởi vì chúng ta thấy có mắt hết. Và cái cảnh sắc mà vàng bạc ngọc ngà châu báu, đền đài cung điện, đẹp trai đẹp gái đó, thì ai cũng muốn sở hữu hết. Có tài. Thế nhiều khi chúng ta thấy ở đời mà mình tìm cái bảo đảm và an toàn cũng có, nên người trong dấu tai ăn sâu giật thẩm đó, cùng khi này kia nọ, nhưng mà thật sự sự chôn giống bạn toàn thì cũng gì đền tháp là phụng dưỡng mẹ cha nuôi anh em, cúng dường sa môn bà la môn mới là thật sự cất giữ, càng cất giữ an toàn. Bởi vì cái phước đó là do cái tâm của mình, cái tâm mình tốt đó. Còn khi mình có của mình sợ hãi là cái tâm của mình nó bị khối, mình sợ mất, sợ này kia nọ, nó cứ phọc phong mình hoài, nên mình không bao giờ mình khỏe được hết á. Nên quý vị thấy cũng lạ là ngày Rắc Thá Ba Lá đó, khi mà cha mẹ của ngài dở mấy đống vàng cho con quần, thì ngài nói rằng cha mẹ mà muốn an toàn thì đem đổ da mẹ của ngài Rắc Thá Ba Lá
đâu có chịu. Và em đổ xuống với à, cha mẹ có đó, tháp ba lá đâu có chịu đâu. Nhưng mà thật sự ngày tháp ba lá, ngày biết nó khi có vàng bạc đó, người ta sẽ tìm cách người ta đột nhập vào làm bà con quyến thuộc của người ta, hại mình chết. Chúa sẽ để chụp đầu mình, giết mình chết. Nên quý vị thấy có những cái câu chuyện xảy ra đó, rất là đau khổ. Có nhiều người họ giàu, họ giúp cho những người đó quay là giết những người giàu này. Quý vị thấy thời kỳ đánh đổ tư bản, người tư bản đó họ giúp đỡ cho những người này rất là nhiều. Nhưng mà sau này những người này muốn cướp của những người tư bản, là vu khống cho họ tội này tội kia rồi giết họ. Nên những cái là đau khổ. Nhưng mà cái đau khổ là gì? Tại vì động lòng tham. Và khi động lòng tham rồi họ tìm trăm phương ngàn kế. Nên Đức Phật ngài nói rằng ở đời người ta có của đó, khổ vua chúa. Chúa muốn tịch thâu hay là cướp đó, thì vua chúa phải tìm đủ cách để cướp. À. Rồi nó cướp. À. Rồi con cái nó rình để nó lấy nó hưởng thụ. Nên người thừa tự nó phá sản. Thì chúng ta thấy con cái mà thấy cha mẹ giàu thì nó đủ cách. Nó hại anh em lẫn nhau. Quý vị cứ nhìn vào vua Asoka giết 98 người anh em, chẳng qua là cái đế vị thôi. Nhưng mà sao vua Asoka biết pháp mới hối hận, biết được Phật pháp mới hối hận do cái lòng tham của mình mà giết hết anh em như vậy. Thì quý vị thấy rằng cuộc đời đó có nhiều người vì đau khổ, họ đã là khó chịu rồi, đừng nói gì tới anh em họ giết họ, thì cái hận thù nó còn kinh khủng nữa. Quý vị thấy vua Asoka là một chị mà được Phật giáo Bắc Tông gọi là hộ pháp, là một hộ pháp của Phật giáo. Asoka đó, giết hết anh em, rồi thống nhất Ấn Độ mà nhiều người đâu có biết được. Khi nào mà biết được cái đó là thành công, đó là bao nhiêu cái xương máu của người khác. Quý vị thấy những trận chiến, bao nhiêu cái xương máu của lính, của dân chúng, bao nhiêu cái tiền của đổ vô cho những cái trận chiến. Mà khi chiến được đó thì biết bao nhiêu, hai bên biết bao nhiêu. Tại là chúng ta thấy đời mà có người ta phải tìm cách để người ta cướp. Nên nhiều khi quý vị thấy nước nào mà có vàng bạc ngọc ngà châu báu, có những người phụ nữ nước đó luôn luôn lúc nào cũng không ổn hết đó. Cũng có người họ dòm nó để họ chiếm hữu. Thành là chúng ta thấy nó là như vậy đó. Nên nó càng cố gắng xây dựng bao nhiêu sự an toàn bảo đảm đó, thì càng sợ hãi nhiều như vậy. Chỉ có mình sống đó, tất cả mọi người đều có đức hết đó, thì nó được an ổn thôi. Chứ còn nếu mà chồng có đạo đức mà vợ không có đạo đức đó, thì người chồng cũng tìm cách hại vợ khi mà muốn cái của cải tài sản đó, muốn sử dụng của cải đó. Thì chúng ta nhìn ở đời nó bao nhiêu cái sự khổ. Đức Phật ngày nói vậy, quý vị thấy lửa cháy là cháy những cái của cải. Thì quý vị thấy nhà cửa lớn thì lửa mới cháy, mà không có nhà hoặc là nhà sơ sài nó cháy bù qua một cái thôi. Mà nhà này kia nọ nó càng cao quý thì càng cháy lâu, thì vì cái nhà nó bự quá, ở trong đó có nhiều đồ quá nó cháy lâu. Và chúng ta thấy lửa nó cháy, nó cũng cháy kinh khủng. Nước trôi thì những cái gì mà nó trôi được nó trôi, mà có nhiều trôi như vậy. Rồi nhà vua tịch thâu, trộm cướp lấy, rồi người thừa tự phá sản. Thật sự thì Đức Phật nói rằng cái người chôn giấu tài sản tốt nhất là người đã làm những thiện sự công đức. Có nhiều khi cái thiện sự công đức cho mình được sanh làm người, nhưng mà người ta không bao giờ nhớ cái thiện sự công đức cho mình sanh làm người, mà chỉ nhớ của cải tài sản thôi. Nên nó mới sanh làm chó, làm rắn, làm chuột, có thể như vậy. Họ càng sợ hãi thì họ càng lại đau khổ nhiều hơn về cái sự sợ hãi của họ. Không phải họ an đảm, mà càng nhiều sự trong tâm của họ là như vậy. Thôi thì bây giờ còn lại mấy phút, con xin chấm dứt cái câu thảo luận mà thượng tọa đặt ra để con hỏi. Rồi con xin chia sẻ như vậy, còn chút thời gian để thượng tọa nói kết thúc cái bài học hôm nay. Và con xin cảm biết thượng tọa. Sa thủ kính trừng thượng tọa hợp đồng, thượng tọa tự quyền, thượng tọa có còn ở trước máy không? Xin thỉnh thượng tọa tự quyền trả lời cho câu thảo luận số 6. Thưa tôi, thưa quyền, trước thực tế đó là tự biết rằng nội tâm của mình nó dễ bị dao động,
nó hay vui hay buồn theo hoàn cảnh đó, thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên làm gì để tâm của chúng ta được an nhiên hơn, được bớt cái thân thương tỏa? Nam mô Bố Thầy cho Nam mô Tham Mai cho Nam mô Sa Khai cho dạ, đúng như đó dạ. Tôi kính lễ chư tăng, chúng tôi cũng chào tất cả quý vị. Dạ, cũng cái điều mà chúng ta có thể sợ cho tâm của chúng ta, nếu tâm chúng ta thì luôn bị xấu cộng thì chúng ta nên làm gì? Cái điều này mà tâm của mình nó luôn luôn phóng dật, luôn mong tầm tiền quá nhiều, thì chúng ta phải biết dùng một cái cái sự thu thúc lại, buông bỏ bớt. Nếu chúng ta không buông bỏ thì chúng ta phải chế ngự bằng cách là phải tự kiềm chế cái sự kiềm chế này tâm của mình. Và chúng ta nghĩ rằng cái điều mà chúng ta muốn, cái điều mà chúng ta tính toán đó quả thật rồi nó cũng mà nó phải nhiệt được cho mình trọn vẹn. Cái thử như mình có đạt được đi thì rồi thì chúng ta cũng cái tâm của chúng ta cũng sẽ tìm tại tàu khác nữa, thì đó chúng ta không nên phục vụ nô lệ cho cái lòng của mình nữa. Tức ngay khi đó chúng ta khởi lên những ý như vậy, và tất cả pháp nó vô thường, tất cả pháp nó đạt cho mình có những cái, thì tâm của mình nó chúng ta biết tự biết buông bỏ bằng cách, tức là chúng ta ước muốn quá nhiều, tự mình phải biết dạy mình như vậy, tự mình biết điều phục mình như vậy, chứ còn bao nhiêu điều nữa. Mà cuộc sống này có bao lâu, cuộc sống này nó được bao nhiêu nữa, chúng ta sống bao nữa trong cuộc đời này, chúng ta cần thiết phải làm như vậy không? Thì có những cái sự suy nghĩ chứ chúng ta không thể nói rằng bây giờ thôi chúng ta buông bỏ rồi chúng ta đặt niệm trước mặt, hay hoặc chúng ta đặt trên cái như tâm định của mình. Nói như vậy thì nó quá là chuyên đề cho những người mà chuyên tu rồi, những điều của xã hội thì nó là chúng ta biết chấp nhận thôi, bao nhiêu đó nó cũng được rồi, đừng có để cho tâm mình cũng quá nhiều xáo trộn, quá nhiều mất mát đi về sức của mình, ăn không ngon ngủ cũng không yên nữa. Nó làm cho cái thời gian của mình nó lộ hết tất cả, thì chúng ta biết tự mình phải biết buông bỏ xuống. Nhiều khi những lúc nhiều việc quá thì chúng tôi nghĩ rằng thôi kệ, bây giờ thì mình cứ buông đi, chứ mình tự nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình sợ cái này lo cái kia thì tự mình mang nặng, tự mình chất đầy lên cái trong tồn của mình thôi. Phải biết tự động biết bỏ xuống thì trong cuộc đời này như vậy thì nó sẽ đỡ hơn, giúp chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta ra tâm, chúng ta phóng dật, bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta tu rồi ha, thì cái đó chúng ta chuyên rồi, chúng ta hiểu biết được. Nhưng điều của những người ta không có, thì một cái nội tâm mà nó xáo trộn, một cái nội tâm mà nó không có bình thản, thì chúng ta nên biết dừng lại, mình tự biết buông bỏ. Đây cũng chính là biết bỏ bớt xuống đi, bởi vì mình cũng không thể giải quyết được nữa. Khi cái chuyện gì không thể giải quyết thì tất cả hãy tùy duyên đó. Chứ chúng ta đừng có tầm cầu quá rồi nó không có đủ cái điều kiện, mà nó không có được những ý muốn của mình, mà chúng ta gọi là nó thiếu duyên thiếu phước, thì chúng ta cũng chẳng có được đâu. Và tại sao mình phải làm cho mình mệt mỏi, thì mình tự phải biết quay về mình thương mình, thì ngay đó là như thế thì nó cũng đỡ hơn. Và cái quan trọng chính là chúng ta biết đủ với những, mình biết hạnh phúc với những gì mình đang có, mình biết được những gì mình đang có, đó là một cái sự quý trọng vô cùng. Ở đây cũng là một hình thái mà chúng ta làm cho tâm của mình cũng đỡ bị xáo trộn. Bởi vì mình muốn nhiều quá, vì nó không được thì thôi có nhiều, thì đó điều mà nếu chúng ta biết tri túc một chút xíu đó thì mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn cho chính chúng ta. Chứ còn chúng ta cứ nghĩ rằng mình được
như thế này, mình được như thế nào. Trong cuộc đời này không những đau khổ lại càng xấu, nên biết buông bỏ, biết vượt qua và biết biết rằng cuộc đời sống nó vô thường, sống nó không như ý mình thì có bao nhiêu biết bấy nhiêu là được không. Những cái mà thượng tọa đây chính là lời thảo luận của chính con, và con kính thượng tọa quay trở lại. Nam mô Bổn Thầy Nhất. Tử một cái kỹ năng rất trọng của đời sống ngày hôm nay đó là chúng ta làm thế nào để sống vững chãi trước những cái chi phối của cuộc sống. Rõ ràng là càng ngày càng xa rời là gia đình mà chúng ta sống trong khu thị tứ, để sống cái tỷ lệ mà ly càng tăng, tỷ lệ của những người tự tử càng ngày càng nhiều, tỷ lệ của những người phạm những điều đó chẳng đi vào tỷ lệ nghịch với về sức khỏe. Giá đời sống vì y tế cải thiện tốt hơn, thế đó rằng những bài học ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta nhiều cầu trung Phật kính truyền chư vị giảng sư đã vào đặng đảnh lễ quý ngài quý Phật tử. Tất cả một ngày sa thu lành thai, con khai bạc đầy chúng trong rô, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con tiến bước trên tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, niệm ở xứ ngu viên đại trở thành trong chúng ta tưởng là Phật sự. Kính chúc quý đạo hữu tượng màu của Đức Tự Phụ Thích Ca, chương trình ta nhất hồi hướng kết chuyên lành.